đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận và quyết định các nội dung theo quy định. Dự hội nghị có lãnh đạo vụ địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin quán triệt một số nội dung văn bản mới của Trung ương, như hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ngày 30 tháng 12 năm 2022, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Quyết định số 1658 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban thường vụ tỉnh ủy năm 2022, giải pháp khắc phục năm 2023, các công văn và tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ra soát, cập nhật bổ sung các dự thảo chương trình hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 13, việc xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới xã Huy Bắc, huyện Phú Yên, xin ý kiến về nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2035. Việc điều chỉnh danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch thực hiện hỗ trợ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Việc thông qua đề án chuyển hóa xây dựng xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn đến năm 2030 tờ trình số 322 của ban tổ chức tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 của hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 và một số nội dung do các ban đảng tỉnh ủy trình xin ý kiến. Kết luận hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thống nhất các nội dung thảo luận tại hội nghị về một số nhiệm vụ từ nay đến tết nguyên đán đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công tổ chức thăm tặng quà một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới kết hợp với kiểm tra nắm tình hình trên địa bàn các huyện thành phố và chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc ngay từ đầu năm